Oh ja. Rồi, mắc rồi. Hả? Không. Úi trời ơi, đến đến miệng này còn văng ra. Chuồng đã. Rồi, túm lên cao lên đi. Leo cái đầu. Người cá đầu hết rồi. À, có. Có thì có nhưng mà nhiều hay ít thôi chứ. Hôm nay có rô phi. Cái đường này này. Kiểu gì đấy? Lại thằng Huy. Ông kéo rồi rửa. Ông kéo rồi rửa. Mày vượt lại mày phải ôm. Ôi bố một nửa. Ôi bố nửa đấy. À. Ô cũng nhiều phết đấy. Còn chấm ở đâu ạ? Còn chấm đi. Chấm đông đây ca cá đi chơi. Đây rồi nha. Cá đô phi cá chuối mà. Cá đô phi cá chuối này nó móc ấy. Cá đi móc kết cái tay. Cá đô phi về cái này bỏ đâu đây? Về nó mà lấy cái xô bắt cá lên kia mà. Bỏ đổ cái cá ra cái xô ấy, lấy cái bịt. Bỏ xô ra, bỏ xô lên đấy. À, đối dính nhiều đấy chứ. Nhiều hơn đi kích ấy. Rồi dạ. Chết mà, đi mỗi lần cái chân. Bố mẹ em cởi đây ra này. Hay cả chân được 8 con cá. To mà. Không phải to quá. Yếu á. To cái cây. Này kéo hút cả đầu à. Bạn nó sót cá chấm đi. Đổ đi ra bắt cái chấm ra cái đã. Còn cái nào bắt được mà. Cá nào nó cũng phải sống. Bây giờ cái cá chấm thì cho ra ao luôn nhé. Hay là chấm vào ao. Mấy cá chấm vào đây. Cá chấm vào mè. luyện tập cho cá khả năng chống điện thôi. Chấm nó vào bờ. Chấm giải ác nhỉ. Ôi trời ơi. Ôi.
Kia mà lại kia với chôm mày lại kia gom mít cỏ nước cá nhá. Rồi hả? À? Luôn. Ăn cá này nướng ra như thịt gà. Nướng cá này á? Con cá lóc có mất rồi. À không em á, không em không. Nè. Em không, em nướng gì không? Không. Bỏ này nướng không? Em thả vào đây. Ăn bỏ nướng ăn. Thôi mày đi thôi đi đám. Ý là anh đi đám, anh Trung bảo anh đi đám rồi anh Trung. À nướng anh đi đám con giọng gì? Thôi. Kệ mày đi. Ngon đấy, trả tiền. Và bỏ nướng mà ăn nếu bỏ. Mày ăn cũng đéo gì được. Rô phi này nó tự vào đúng không anh? Cái giống này muốn hết không hết được nhỉ? Đổ lên đây. Bắt được. Ui, đang làm sót con cá sạc này. Cái quần được đứng trên. Mày kéo cái đây này, mày kéo cái đây theo cái kia này.